Vậy bạn đang tìm một video chia sẻ bí quyết học lập trình web trong 3 tháng với ChatGPT thì đây không phải là video dành cho bạn. Nhưng tôi sẽ chia sẻ cho bạn tôi đã làm gì để tự học lập trình web trong 3 tháng. Ý tôi là toàn bộ web, không phải front end mặt trước hay back end mặt sau của web hay full stack nô lệ làm web. Ý tôi là từ trang web nó nhìn như thế nào, chạy như thế nào và làm sao để đưa nó lên trên internet. Good job. Và để chứng minh cho mọi người tôi làm thật thì 3 tháng trước tôi có quay một video tôi sẽ khởi nghiệp một dự án giúp cho mọi người học lập trình tốt hơn. Và lúc đó thì tôi vẫn đang ở công ty lập trình game. Và trang web mà tôi làm trong 3 tháng là vicodemy.com. Bạn sẽ tìm thấy link ở dưới phần mô tả. Ok, giờ thì vào phần tôi đã làm gì. Đầu tiên, để tự học lập trình web trong 3 tháng thì chắc chắn bạn phải có kiến thức về lập trình. Ý tôi là ít nhất để chơi game thì bạn cũng phải biết mở máy tính đúng không? Nhưng đừng lo lắng, tôi chắc chắn bạn có thể học được nền tảng lập trình chỉ trong vòng 2 tháng theo phương pháp mà tôi đã học. What? Bước thứ hai, bạn phải có, chắc chắn phải có, đó là một mentor. Tôi làm game nên có biết làm gì về web đâu. Tôi đã nài nỉ hai thằng bạn, một làm giao diện người dùng là frontend và một làm nền tảng chạy web là backend, là mentor. Tuần đầu tiên tôi đã dành tất cả thời gian của mình để hỏi mentor, đó là hai thằng bạn, về frontend là gì, backend là gì và web là gì. Bước thứ ba, bắt đầu lập trình dù tôi cũng méo biết là tôi sẽ code cái gì. Ở phần này tôi đã nhờ mentor của mình cho một cái mẫu nền tảng để mình có thể làm theo và tôi code theo. Nhưng tôi hoàn toàn không biết code như thế nào, tôi cũng không biết những câu lệnh và cấu trúc nó sẽ như thế nào. Và thế là tôi hỏi ChatGPT. Tôi quăng code mẫu lên hỏi nó giải thích, sau đó tôi hỏi nó là tôi muốn thêm vài cái hình. Hỏi nó tôi có thể tìm tài liệu đọc ở đâu. Tôi đọc tài liệu và làm theo. Tôi nhớ giao diện đầu tiên của tôi làm nó sẽ trông như thế này. Rất nhiều lỗi đúng không? Dạ tôi biết chứ. Nhưng không sao cả, tôi có mentor và tôi đã nhờ mentor xem giúp mình là đã làm sai ở đâu, sai cái gì và sửa. Tiếp đó thì tôi có cái này. Cuối cùng thì đây là phiên bản hiện tại. Bước 4, lặp lại quá trình này hàng chục lần, hàng trăm lần. Tôi cứ làm với tâm thế là tôi có thể làm sai nhưng tôi sẽ không sợ sai, vì tôi có mentor mà. Và thế là tôi học được cả code frontend và backend. Bạn hỏi tôi đang ở trình độ nào á? Tôi đâu có biết. Tôi chỉ biết là hiện tại tôi đã có một website để đưa vào CV của mình và kiến thức của tôi sẽ cải thiện từng ngày. Và đó là cách mà tôi đã học lập trình web trong 3 tháng và tạo ra vicodemy.com, nền tảng web nơi người dùng có thể tìm thấy các khóa học video, xem và tham gia vào cộng đồng trò chuyện riêng của người sáng tạo nội dung. Tôi biết trong quá trình học lập trình thì có một người có chuyên môn có thể định hướng và làm mentor thì rất là tốt. Nên là tôi rất vui nếu mọi người có thể dành ra 15 phút để tôi giới thiệu sản phẩm vicodemy.com. Nếu có thể đừng ngại đặt lịch tại link dưới phần mô tả. Tôi là Sir Real, hy vọng sẽ gặp bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.